Cả nhà, hôm nay mình sẽ làm một món, đó là món bún chả Hà Nội vừa thổi vừa ăn. Món này thì nó quá là đơn giản rồi. Cái thịt này là thịt ba chỉ mình đã cắt ra rồi. Và cái ba chỉ này vừa có mỡ mà vừa có thịt nữa, ăn rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị nha mọi người. Mình sẽ cho vào đây là tỏi xay nhuyễn. Đây, mình dùng tiếp nha. Mình sẽ cho vào đây và 3 muỗng tỏi. 2, 3. Tiếp theo là đây là ớt mình, nếu mà dùng có ớt bột Hàn Quốc thì mình dùng, còn không thì mình dùng bằng ớt Việt Nam, mình ớt xay ra cũng được nha. Mình dùng vào đây là 2 muỗng ớt. 2 muỗng. Mình nêm vào đây thêm nữa là đây là hạt nêm nha mọi người. Rồi mình cho vào đây là 4 muỗng hạt nêm. 1 2 3 4. Mọi người nhớ là cái muỗng cà phê này nhé. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây thêm nữa là 3 muỗng đường. 1 4 muỗng đường chứ nhầm. 1 2 3 4 muỗng đường và 1 muỗng bột ngọt. 1 muỗng cái này là đừng có đông đầy quá nha, muỗng hơi hơi thôi. Rồi. Rồi dầu hào. Mình cho vào đây là 3 muỗng dầu hào. 1 2 3. Nước màu hoặc là dầu ăn cũng được. Mình cho vào đây là 2 muỗng nước màu. 1 2 2 muỗng nước màu. Nước màu dừa nó khác nước màu nha, nên là mình cho vào đây là 1 muỗng nước màu dừa. Nước màu dừa dùng để kho cá. Rồi, cái này là sả mình đã bằm nhuyễn ra rồi, thì mình cho cái phần sả này thì mình cho phân nửa thôi. Đấy. Cho sả vào cho nó thơm. Rồi bắt đầu mình trộn cái hộp. À quên cái này nữa nha mọi người. Cái này là gói gói sốt cà ri dầu. Cái món gói này mình cho vào thêm nữa thì cái gia vị nó thêm phần ngon và nó thơm hơn nữa mọi người. Đây, mình cho hết luôn một gói này vào nha. Nói chung là nêm cái này là mình nêm theo sở thích của từng khu vực, từng cái khẩu vị ăn của từng gia đình. Mình làm cái khẩu vị này mình rất là ngon, nên là mình hôm nay mình chia sẻ cái công thức này cho mọi người. Rồi bây giờ cái này là mình ướp đã xong rồi nha. Mình trộn lên, mình ướp khoảng 30 phút. Lúc nãy mình chưa nói qua cho mọi người biết cái này. Cái này của mình là đang dùng 1 kg thịt nha mọi người. 1 kg thịt ba chỉ. Còn cái này là mình dùng 700g, 700 đến 800g thịt xay nhuyễn. Thì sả này hồi nãy mình đã dùng là mình dùng tổng cộng là 10 cây sả mình bằm nhuyễn ra. Thì bây giờ cái phần đây còn nửa còn lại thì mình cho hết vào này luôn. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho tiếp theo là tỏi. Tỏi tiếp mình cho 2 muỗng. 1 2. Và đó là dầu hào. Dầu hào mình cho 3 muỗng. 1 2. Ba. Ok. Và hạt nêm mình cho 2 muỗng. 1 2. Và tiếp theo là mình cho đường. Đường là mình cho 3 muỗng. 1 2 3. Cái này là mình cho nửa muỗng. Cái chả này là mình để mình vo viên á, vo viên xong mình cũng mang đi nướng lên luôn. Đấy. Như thế này thì xong rồi, mình sẽ cho vào đây một ít ngũ vị hương. Đây. Một muỗng ngũ vị hương. Đấy. Như thế này cho vào. Đấy. Như thế này là xong, mình trộn lên. Khoảng ướp khoảng 30 phút đến 1 tiếng luôn. Bây giờ đến lượt mình sẽ làm cái phần quan trọng nhất của món bún chả Hà Nội, đó là nước mắm. Đây, nước mắm này là mình dùng 40 độ đạm nha mọi người. Hai giá nước mắm chứ, mình dùng hai giá nước mắm luôn nha. Này, hai giá nước mắm. Nhìn cái độ nước mắm nhìn nó đen chưa? Rồi tiếp theo là mình dùng 3 giá nước sôi. 1
2, 3. Nó vẫn chưa loãng lúc nào mọi người, vì cái độ đậm nó quá nhiều quá nên là mình thêm một giá nữa nha mọi người. Một giá nó sôi nữa. Rồi. Rồi theo đó là mình sẽ cho gần gần một giá cốt chanh, nước này nước cốt chanh nha, hoặc là giấm cũng được. Đây. Đó, cỡ này nè. Không phải đầy luôn nha mọi người, không phải một giá, nó phần khoảng 1/4 á. Đó, cho vào. Đấy. Mọi người ơi, mình mới nêm nếm lại thì cái này nó vẫn còn rất là mặn, thế nên là mình sẽ cho thêm một giá nước sôi nữa. Đây. Thêm một giá đầy nước sôi nữa để cho nó đỡ độ mặn đi, vì cái nước của này á, cái nước mắm của bún chả Hà Nội là nó không được quá mặn, vì mình đã nêm gia vị vô những cái thực phẩm kia rồi, những cái thịt đồ mình nêm gia vị rồi. Rồi bắt đầu mình thêm đường. Đường muỗng này nè nha, muỗng cà phê này mình cho 10 muỗng đường. 1 2 3 4 5 6 7 đầy luôn nha mọi người. 8 9 10, 10 muỗng đường. Và tiếp theo nữa là mình sẽ cho một muỗng đầy, một muỗng như này này nha. Một muỗng này bột ngọt. Nhà các bạn nào mà ăn nước mắm ngọt hơn á, hoặc là mặn hơn á, thì mình bớt lượng đường lại. Còn mình nêm như này là rất là vừa vị luôn rồi mọi người. Rồi cuối cùng, bước cuối cùng là mình mới cho tỏi ớt xay nhuyễn vào. Vì mà nếu mà bây giờ mình mà cho nó vào trước thì nó sẽ không có nổi lên bề mặt. Này, cho vào nha. Đấy, ok rồi đó mọi người. Vậy là ok rồi đó. Vậy là đã la xong một tô nước mắm ăn với bún chả Hà Nội. Rất là thơm, thịt rất là thơm luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ nướng nha mọi người. Đây mình đã reset cái thời gian trước rồi. 20 phút. 30 phút trong vòng 200 độ C. Đây. Ok nha mọi người, bấm ok đó, thì tự nó nướng thôi. Mình thấy cái gì không? Đây là thịt ba chỉ xay nhuyễn, mình đã vo viên xong mình đè bẹp nó xuống á. Bây giờ mình mang cái này đi nướng, nướng trong 20 phút nha mọi người. Nhiệt độ là 200 độ C, nướng trong vòng 2 phút, 20 phút, mỗi bên mỗi mặt 10 phút. Cái hồi nãy mình đã nướng xong rồi. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân CP. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn một món đó rất là ngon. Đó là món Hà Nội, bún chả Hà Nội. Xin mời mọi người ăn cùng với hai vợ chồng mình nha. 2, 3, Itadakimasu. Rồi bây giờ mình sẽ múc mắm. Lấy mắm nha mọi người. Nước mắm này là nước mắm dùng ăn chung với lại bún chả Hà Nội. Mình đã pha rất là vừa miệng luôn rồi. Chưa nhịn. Rồi lấy cho anh cái to mình. Đây. Hai vợ chồng mình hôm nay ăn bún chả Hà Nội, mời cả nhà nha. Rồi lấy bún bả vô. Không để. Để mình để trầm, để cái này ra cho anh, chiếc tomato nó. Để lỗ rau qua cho anh, để rau giữa. Đây dùng. Hay, rồi nha. Rồi bắt đầu lấy bún. Bún, bỏ bún vô. Cái món này là ngày trước anh đã từng ăn rồi á mọi người, mình cũng có quay cho mọi người xem á. Rồi đây là dưa, đây là cải chua. Đồ chua mọi người, cà rốt với lại củ cải. Nếu ở Việt Nam mình có củ su su á, gọi là su hào chứ. Rồi đúng rồi, thịt bả vô. Xong bả rau vô. Rau. Cái nước này nè mình phải ăn lúc mà nó nóng nóng á nó mới ngon. Nó còn ấm ấm nó mới ngon nha mọi người. Rồi mời mọi người nha. Itadakimasu.
컬러님 저. 사구나. đây thịt bò viên. Ngon. Chút khó lại nhá. Chút khó lại. Nó mà oxy rồi sao? Có lại. Cái này nó bay mùi thơm mùi chả. Mùi mùi sả mọi người, rất là thơm mùi sả luôn. À, tỏi ớt nó rất là vừa ăn. Quê. Nói đi. Nói đi. Quê sốt bự thêm bùa khá là nhỉ? Sốt cả. Đó. Hay. Đâu chỉ đó mùi hả? Cái này rất là mềm. Mềm. Nước ướp rất là vừa ăn. Mọi người nhớ nhớ ướp cái công thức này nha, rất là vừa ăn luôn. これ繊維じゃん。はい。ほら、ほら、うどん？うん。うどんみたい。そうか。うん。どう？cái nước mắm này nó chua chua ngọt ngọt. Ăn chung với rau rồi này kia, với bún nữa. これをこれつけ野菜につけたやつだか。でさ。Hôm nay á, mình sẽ cố ăn mỗi cách.Không bị chớp miệng nữa, không bị chép miệng nữa. Thế là mình sẽ cố gắng ăn. Mặc dù là ăn theo cái kiểu cách đó nó sẽ mất ngon, nhưng mà mình sẽ cố gắng, vì mọi người bình luận rất là nhiều rồi mà mình không sửa được đó là mình là lý do là do mình, nên mình phải cố gắng. Cái cục chả này nó ngon lắm mọi người, có sả rồi nó rất là thơm. Cái chả cái này thì thịt này nó kiểu như nó quá mềm đi, nó không gợi như nó không quá khô, rất là mềm. Rất cái này là gọi là chiêu hai mọi người, cái này là nước trái cây nhưng mà nó có chút men vô nha. 2 3 vô. Ngon không? Ngon. Trời, nó vừa cay cay vừa chua chua, hơi có vị ấm ấm, ăn với bún nó rất là ngon. Mình thích ăn cái cục này nhất, cái cục này ngon quá. Mọi người biết không, bây giờ hai vợ chồng mình ăn đêm, ăn lúc nào cũng gọi là muộn, cái giờ thời gian rất là muộn á mọi người. Cái thời gian người ta ăn xong ta đi ngủ mất trơn rồi, giờ mới được mình mới ăn. Làm YouTube là nó khổ gì á. Nếu mà giả tự anh chồng mình, anh không đi làm á nó dễ hơn, còn anh đi làm á phải đợi anh về, nấu xong hết rồi phải đợi anh về đó. Thời gian phải phụ thuộc của anh đó. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Thích không? Suki. Suki. Ngon suki. Suki. Đây hả? Cô đây Hà Nội. Chút được khá là kìa rồi. Chút được khá là cả. Mỗi lần mình ăn cái gì á, anh chồng mình là anh là người nhắc. Anh nhắc mà thấy mỗi lần mà thấy mình ăn ngon, anh không quên, cũng không nhắc luôn, tại vì anh thấy mình ăn ngon quá mà anh nhắc mình á là bắt đầu mình phải sửa lại. Anh sửa lại á thì đâm đề là mình cũng mất ngon. Anh sợ.
mình kêu làm thầy phải là sửa cho mình, phải sửa cho bằng được cho mình. Nhưng mà thật sự là cái sữa mà ăn mà cái thói quen á nó khó sửa kinh khủng khiếp mọi người. Cái cảm giác ăn lúc đầu đây là mình nhớ mình sẽ sửa, nhưng cái lúc ăn xong á, lúc đã ngon trời, cảm giác mình lên đang lưng lưng chừng nha, lên tới đỉnh nha, mà tự nhiên cái phải nhớ lại phải ăn nhỏ nhẹ cái trời nó khó. Phải lắng nghe cái người ta bình luận á, phải chịu lắng nghe, mặc dù là nhiều cái bình luận á cũng nặng nề, nhưng mà nhờ những cái nặng nề đó mà mình cố gắng vậy đó. Mình quên nói với mọi người, hai vợ chồng mình á ăn tổng cộng ở đây á là cái này là 1 ký thịt 3 chỉ, cái này là 7 lạng đến 8 lạng thịt 3 chỉ xay nhuyễn, tiếp nữa đây là 1 ký bún nha mọi người. Coi thử hai vợ chồng mình ăn có hết không nha. Nếu mà hết chắc là gọi là vô địch luôn á. Ngon quá. Cô đó là Hà Nội nô đề sự. Cô là mệt chơi dư mê ở tại đó. Không. Mình nó sự kiện. Nhưng mà gì mà có xe này. Xe ra này nổ. Cô là mình nó thằng xe tà rù ổ. Số nào nổ. Mà là 日本人が知ってる？はい。ベトナム料理は？はい。あれだけですもんの。バンセオ。春巻き。春巻きとバンセオ。何でも知らない。そうか。春巻きとフォー。そうか知らない。これはもう一番有名。そうか。どんなのうまいの？Hai sao công nhận ăn giỏi thiệt. Có rất là nhiều bạn hỏi cái vấn đề mà sao mà chưa thấy vợ chồng các em bé. Thì đây sẵn đây cho mình chia sẻ cho mọi người biết. Thì cách đây khoảng mình cưới chồng mình được 3 năm. Năm đầu tiên hai vợ chồng mình kế hoạch hóa. Năm thứ hai á, bước qua gần năm thứ hai là bắt đầu giữa năm á, thì mình thả em bé, thì khoảng thả được khoảng 5 tháng thì đã có em bé luôn. Cái cảm giác á mà ve được hai quạch á, thử được cái que hai quạch nó vui, nó hạnh phúc lắm mọi người. Nhưng mang bầu bé được khoảng 5 tuần á, nói chung là chưa vô tử cung đâu. Thì mình có đi làm, mình đi làm ở một xưởng cơm thực phẩm. Ở bên này thì xưởng cơm rất là lạnh. Xong rồi bắt đầu cái đứng nữa, mà đứng khoảng 8 tiếng đồng hồ. Xong hôm đó máu nó ra, thì lần đầu mình có em bé mình cũng không có suy nghĩ gì hết. Thế là thấy máu nó ra, xong cái chồng mình á, mình gọi điện thoại cho chồng mình chở mình lên bệnh viện khám. Thì lên bệnh viện khám bác sĩ bảo là không có sao đâu, nhưng mà thử que á, có nghĩa là test máu á, thì nó đã có ấy, nhưng mà lúc mà người ta nội soi á, người ta cho vào đồ kiểm tra á, thì nó bảo là em bé chưa có vào, về nhà lại nằm đợi đó. Xong rồi cái mình về nhà nằm đợi thì khoảng 2 ngày sau thì bụng mình nó đau quằn quại luôn, thế là em bé mất. Em bé tuột ra ngoài. Cái mình cầm em bé đó, nó tuột ra giấy, xong rồi hai vợ chồng mình cầm lên bệnh viện, bác sĩ nói là đúng rồi, đây là phôi. Nó nói chung là hai vợ chồng mình cũng buồn, nhưng mà nghĩ là thôi, vì là bác sĩ cũng nói là nó yếu quá nên nó chưa có vô được tử cung, nên là nó thà để cho nó tự ra tự nhiên như thế còn hơn, để khi nó lớn mà nó yếu quá nó không ra được, cũng tội nghiệp đó. Thì kể từ đó trở đi đến ngày từ đó thì mình bắt đầu cử tiết, mình không có thẻ nữa. Mình kế hoạch hóa gia đình khoảng thêm hình như khoảng 5 tháng nữa thì mình mới thẻ lại. Đây gần đây khoảng 1 năm. 1 năm nay thì là hai vợ chồng mình vẫn chưa có em bé. Cái điều mà hai vợ chồng mình á không có em bé, hai vợ chồng mình cũng không có suy nghĩ nhiều lắm đâu. Tại vì gia đình chồng mình nó cũng rất là hiền luôn nữa. Nói chung là gia đình chồng mình rất là tế nhị, kể cả anh chị chồng hay là nhà gia đình chị dâu cũng vậy, rất là tế nhị. Gặp mình không bao giờ hỏi là mình có em bé chưa, tại sao chưa có em bé chưa, bao giờ hỏi một câu điều đó. Tại vì á
điều tối kỵ ở bên Nhật này á là cái vấn đề mà xen vào cái quyền riêng tư á, quyền cá nhân á, cứ gặp nhau hỏi nhau nói chuyện thì được, chứ mà hỏi về vấn đề con cái hay vấn đề tiền bạc hay vấn đề là này kia thì là nó hơi tế nhị. Xong rồi á thì chồng mình ảnh cũng không có buồn, ảnh kiểu một người ảnh cũng có em bé cũng được mà không cũng được, thế nên là hai vợ chồng mình nó cũng thoải mái lắm, chứ không phải là áp lực, nhưng mà cũng đôi chút cũng có cái đôi chút cũng có cái buồn. Để mình hỏi à, mình hỏi anh nhà mình xem nếu như mình không có em bé thì anh nhà mình sẽ có phản ứng như thế nào nha. Tero mô xì nữa mô xì chú nhỉ cô tô mô à cô tô mô đề kì mà xem qua đô để có đa dô bụ đa dô bụ đa dô bụ đa dô bụ hôn tô ní. Thấy không mọi người, nói chung là chuyện rất là bình thường, nhưng mà cái điều mình á có em bé á, nó sớm hay muộn á, nó lâu hay mau á, thì cái điều nó không có đáng buồn bằng cái việc á là mọi người dòng nhìn dành những cái từ ngữ á, nói á, mình như kiểu như là phụ nữ gì mà sao mà không chịu đẻ, rồi gái đập không con, cây đập không trái, gái đập không con, những cái từ ngữ mà rồi sao không đẻ đi, cưới nhau bao lâu đó sao không chịu đẻ đi, nó đau xót lắm mọi người. Người ta không phải là người ta không có con, mà không phải là người ta không muốn có con, bản thân người ta rất là thèm thuồng, nhưng mà vì một số lý do gì đó nên người ta không thể, chưa có được, chưa thể có được. Thế nên là mọi người á, cái lời nói nó không, nó không, nó vô chừng thôi, nhưng mà nó làm cho người ta đau lắm. Hả? Alligator. Làm cho người ta đau lắm á mọi người. Thì như các bạn thấy người ta không có con, các bạn hỏi tế nhị nó là chuyện khác, còn các bạn dè biểu chê bai người ta là nó một chuyện khác nữa. Mình hai vợ chồng mình cũng có kế hoạch, kế hoạch là như thế này nè, nếu mà hai vợ chồng mình từ đây đến khi mà tầm vài ba tuổi nữa mà hai vợ chồng mình không có em bé thì là sẽ một là nhận con nuôi, hoặc là hai vợ chồng mình sẽ nuôi hai bé cháu mình á, vì hai bé cháu nhà mình á chồng mình cũng rất là thương, coi như là con gái vậy đó. Thế nên là nhà mình cũng có vạch ra kế hoạch rõ ràng rồi, coi như không có con thì sẽ là một là con nuôi, hai là nhận hai đứa cháu nhà mình làm con, nên không có gì mà phải đáng buồn hết. Và mọi người hỏi là tại sao không có bé thì hai vợ chồng mình có đi khám sức khỏe rồi, hai vợ chồng mình là bình thường nha mọi người, không có bị bệnh gì hết, không có bị bất cứ một cái bệnh gì hết, chỉ là người khám ở Việt Nam và ở bên Nhật luôn, chỉ là chậm em bé thôi, chứ còn mà với cả là chắc là do anh nhà mình nó làm đêm á, làm đêm nên là cái thời gian nó thay đổi, với cả cái giờ giấc ngủ cũng không được nhiều á, cho nên là nó cũng có một phần như thế, nó cũng ảnh hưởng nữa đó. Rất là mong mọi người hiểu là hai vợ chồng mình không phải là không muốn đẻ đâu nha. Bây giờ hai vợ chồng mình ăn gần hết luôn nè mọi người. Wow, mô sư gụ qua đi nè. Ăn lỗ. Rất là ngon. Video đến đây chắc là kết thúc mọi người. Tại vì đó là hai vợ chồng cũng no rồi nè. No rồi nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của hai vợ chồng mình. Nhớ ấn cho hai vợ chồng một like, một like và một subscribe, và bên cạnh đó subscribe, cái theo dõi đó là ấn cho cái chuông, để cho khi nào có video mới là mọi người cùng xem nha. Và đặc biệt là nhớ cho hai vợ chồng mình một chia sẻ nha. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.